Tinh thần nha, nó dẫn đến cải thiện rất nhiều. Thì Bùi Hồ đã viết một cái tên của mình vào quả bưởi này. Thì mình sẽ bỏ cái quả bưởi này vào giếng. Và sau đó thì sau 3 hồi trống thì quả bưởi nó sẽ nổi lên ở ngoài sân ngoài kia. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Bùi Hồ đang ở miếu Bảo Hà thuộc thôn Bảo Hà, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Hôm nay Bùi Hồ đến đây để quay cho cô bác quý anh chị xem về một cái pho tượng có thể biết đứng lên, ngồi xuống được và thực hư như thế nào. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ và để vào bên trong viếng miếu nha. Đây, đây là miếu Bảo Hà nè cô bác quý anh chị. Bây giờ mình sẽ vào bên trong. Ở trước miếu thì chúng ta sẽ thấy được một cái ao nước. Và cái ao nước này có cắm một cái cây cờ. Và để biết thêm về thì chúng ta sẽ mời một người, một ông quản tự ở đây để chúng ta có thể giới thiệu về miếu này nha. Và đây là cái ngôi miếu. Bùi Hồ sẽ đi vào đây. Nhìn có vẻ rất là trang nghiêm. Đến đây thì Bùi Hồ cũng được xin phép. Dạ ông ơi. Ông. Dạ ông ơi. Dạ ông ơi. Đây là hình ảnh bên trong ngôi miếu. Ở đây thì dạ. Đây là các pho tượng của các vị. Có gì bỏ qua cho con nha. Con được thấy sự kia có thể đứng lên ngồi xuống nên con rất là tò mò. Đến đây con sẽ tìm đến. Con xin phép quay một cái đoạn clip. Đây rất là trang nghiêm luôn, tôn kính luôn. Đây có các vị thần. Ở bên đây thì và bên đây nha. Dạ. Dạ. Bây giờ mở cửa là đứng ra nữa đấy, mở cửa là cụ đứng lên đấy nhá. Dạ. Đóng vào cũng ngồi xuống nè. Nãy không vào chưa?
Khi mở cửa thì cụ sẽ đứng lên. Dạ. Dạ. Đây là một cái giếng này, đây là một cái giếng, nếu mà thả qua bưởi vào đây thì nó khoảng 5 phút thì nó sẽ trôi ra trước, chứ nó đi qua lòng đất nó đi ra ngoài. Ôi. Các cháu ít người quá thì không thả được bưởi, mình chỉ giới thiệu để biết thế thôi. Đây, giếng đây. Thả qua bưởi vào trong đấy thì bưởi kia thả vào thì khoảng 5 phút đánh 3 hồi trống thì bưởi sẽ trôi qua lòng đất đi rồi, cái ao trước, cái hồ trước cửa đấy. Dạ, thì mình có thể thả được không? Thì thả nhưng mà 1-2 người thì không thả được, người ta quy định ở đây là phải 10 người trở lên mới được thả. Dạ. Thì giới thiệu cho khách thế thôi. Dạ. Cháu từ xa đến đây không có thể thả. Không thể thả được, nó không đây người ta không 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 cho thả, nhưng mà đoàn ít người là người ta sao cái gọi là nội quy không được thả. Có nghĩa là như thế thôi, chứ mà mình giới thiệu thế là biết tôi là sao quả bưởi vào đây thì sau 5-7 phút thì nó ra ngoài kia thế rồi, chứ còn thả gì cũng không quay được cái cảnh trong lòng đất, cho nên giới thiệu thế là được rồi, chứ ra ngoài kia quay cái chỗ bưởi thả đấy, bưởi nổi đấy lại quay chỗ cảnh đấy thế thôi, chứ còn thì cái quy trình mà bưởi đi thì không thể quay được thì dạ. Nó ở trong lòng đất rồi, giới dạ. Thế để cho mà nắm tình hình chứ thôi nhé. Dạ. Đây là con vua. Con thứ thờ thành hoàng Lý Linh Lang. Dạ. Con vua thứ tư của Lý Thánh Tông. Dạ. Thờ nhà Lý, cuối nhà Tý, đầu nhà Trần. Thế là cụ đánh giặc thì gốc của cụ là Hà Nội. Chúng tôi là được thờ vì ở đây là đất làng nghề, nên là đục tượng ngài đứng lên ngồi xuống để nhân dân ta tham quan, rồi thì các nơi về. Trước kia thì cái pho tượng bên trong cái vải đỏ đấy thì vua quan về thì đứng lên ngồi xuống. Dạ. Sau khi mà thời phong kiến thì người ta bảo rằng nếu mà vua quan về chứ nếu dân về cũng ngồi đứng lên ngồi xuống thì không được, thế là người ta không cho đứng lên ngồi xuống nữa. Đấy là cái pho tượng bên trong cái vải đỏ trong cái khám đấy để vào lại bảo tàng đấy. Yeah. Sau khi mà được phép của nhà nước cho đứng lên ngồi xuống là được cái pho này pho thứ hai. Tức là để nhân dân tham quan đứng lên ngồi xuống. Yeah. Thế còn cái cụ này là cái cụ cũng thế nhưng mà cụ già hơn, tức là trong cái bảng người ta viết đấy, cụ thứ hai là đội Vũ Bình Thiên đây này. Yeah. Cái cụ này là để khinh rước ra để vào những ngày lễ của làng thì lấy rước ra, còn cái cụ này không rước được. Đấy, trong ba cụ này là một, từ cụ trong nhưng cụ giữa cụ ngoại này là một. Dạ. Từ trẻ đến già. Theo chia sẻ của cụ hoàng tử ở đây thì bưởi sau khi mình bỏ vào cái giếng đó thì mình có thể quả bưởi sau khi ba hồi trống nổi lên thì quả bưởi có thể nổi lên ở ngoài sân, ở ngoài kia không nha? Đây, cháu viết tên. Dạ, cháu viết tên. Dạ. Thì Bùi Hồ đã viết một cái tên của mình vào quả bưởi này. Thì mình sẽ bỏ cái quả bưởi này vào giếng, và sau đó thì sau ba hồi trống thì quả bưởi nó sẽ nổi lên ở ngoài sân ngoài kia. Bây giờ mình sẽ nhờ ông đây quả bưởi. Dạ, cháu bỏ vào nha. Dạ, đây là Bùi Hồ sẽ bỏ quả bưởi vào nha. Có bưởi lăn giếng chưa? Dạ, lăn xuống rồi. Có một âm thanh. Thì ở đây cháu có thể gọi đèn được không? Rồi, rồi, rồi. Dạ. Cứ bật rồi bấm đèn xong rồi quay đi. Quay xong rồi tí nữa là phải. Dạ. Này nha, đây là bưởi của mình nha. À, sau khi mình bỏ một cái giếng thì quả bưởi của mình nó sẽ nằm ở dưới đó. Đây là một cái giếng nha. Sau ba hồi trống thì bưởi sẽ đi ra ngoài cái chỗ 100m về phía trước cái đèn. Dạ. Thì Bùi Hồ bỏ quả bưởi vào trong một cái giếng, thì bây giờ sẽ tiếng trống ở trong đợi mọi người, quản tự, chú quản tự ở trên đó đánh và đợi bưởi nổi ở đây.
nước thì cũng khá xanh và ở dưới này có cá. Cái diện tích hồ này cũng khá là rộng. Đó. Mình sẽ quan sát nha. Nó ba hồi trống nổi lên nè. Đây là một cái cây vợt. Chờ quả bưởi nổi lên thì Bùi Hồ sẽ vớt nha. Lúc nãy thì Bùi Hồ đã có ghi được cái tên kênh, tên Bùi Hồ TV. Thì không biết là bao giờ nó sẽ nổi lên. Bây giờ trống thì đánh liên hồi. Mọi người cứ đợi nhé. Chúng ta có thể nghe rõ được âm thanh của trống đánh từ trong miếu. Và đây là cái chữ khu bưởi nổi. Ôi. Ôi. Đây. Dạ lên rồi ông ơi. Ôi nó nổi lên chỗ này nè cô bác quý anh chị. Đây. Đây là cái quả bưởi mới thì mình vừa ghi tên và mình bỏ trong cái giếng đằng kia. Một điều kỳ lạ phải không? Thật ra thì Bùi Hồ cũng không tin vào mắt mình khi mà đến miếu Bảo Hà này gặp được những điều kỳ lạ. Khi pho tượng có thể tự đứng lên ngồi xuống và có thể bỏ vào giếng thì quả bưởi này có thể nổi lên từ trong xuống cái mặt hồ này, từ trong cái giếng trong kia. Phải nói là một điều rất là hiếm thấy và khó gặp phải không cô bác quý anh chị, sau những hồi trống của miễu thì không biết sự việc này như thế nào. Thì cô bác quý anh chị nào có quan tâm thì hãy đến miếu Bảo Hà thuộc thôn Bảo Hà, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng thì đến đây sẽ được ông hướng dẫn. Dạ, và đây là một cái quả bưởi kỷ niệm của mình luôn. Không hiểu như thế nào. Cái sự việc này có lâu chưa ông nhỉ? Mỗi lần cái này nó có thể 6-700 năm rồi. À, 6-700 năm. Cái sự việc rất là linh thiêng như thế này tại miếu Bảo Hà, thôn Bảo Hà, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ông ở đây và ông kia đánh trống thì quả bưởi của mình đã nổi, bây giờ mình sẽ đem nó về làm kỷ niệm. Thì video clip này Bùi Hồ muốn giới thiệu một cái sự việc kỳ lạ linh thiêng ở nơi miếu này. Cô bác quý anh chị có dịp thì về ngang thành phố Hải Phòng hãy đến miếu Bảo Hà này nha, và thôi hãy một lần tự tay cầm một cái quả bưởi nổi lên từ cái giếng ở đằng kia. Đây là lòng đất này, tức là trước đây nó có một cái mạch nước này. Dạ. Bây giờ là cứ cho bưởi xuống, đóng cửa câu cửa dính lại, chiên trống chấn động cho nước nó đầy bể ra. Nước nó nghe được cái tiếng trống chiên. Nó trào lên. Dạ. Nó là rung động. Dạ. Bây giờ nó rào nước lên là còn bưởi trôi ra. Dạ. Dạ. Đấy, nhưng mà phải có chiên trống. Đấy, vừa rồi nó chiên trống bưởi nó ra. Dạ. Thấy dù có hai người, một người chiên, một người trống. Một người đánh chiên và một người đánh trống thì mới làm được. Vâng. Đấy. Thế còn nếu không có ông nữa đâu không bắt vợt thì các bác không thể cầm vợt. Vâng. Và đây gọi là nếu mà địa chất thì gọi là hang động ở trích tư. Dạ. Ở bên núi là nó hay có hang động của mạch nước chảy núi ra đấy. Dạ. Và địa chất gọi là hang động ở trích tư. Còn đây gọi là giếng mắt thần. Trước đây là trang hình động, tức là vùng biển. Dạ. Mà nó có một cái mạch nước. Dạ. Ôi. À, bác ơi, con ngoái xong kia là VTV mấy? Dạ, cháu ở Đồng Tháp ra. À, Đồng Tháp à? Vâng. Ừ. Cả nước có một cái chỗ trượng đứng lên ngồi xuống và cũng là có một cái đặc biệt ở đây như thế.
cả nước này chỉ có một cái miếu này là có dựng lên người xuống là miếu to nhất cả nước. Dạ. Cái miếu là bà là ông bé này, dạ. Miếu là to. Dạ. Ừ. Ông nào giống gạo thiết về Lý Đình Lan rồi cho các bác nghe rồi. Dạ. Ừ. Cháu sẽ đem quả này về nhé. Vâng vâng, bác cứ cầm nó kỷ niệm. Dạ. Hàng năm thì miếu của mình tổ chức đông nhất là ngày vào ngày. Dạ, đông nhất là vào ngày ngày hóa của thánh. 12 tháng 3. Vâng. À, mùng 10 tháng 2. Vâng. Ông ở đây là quản lâu chưa ông nhờ? Hả? Ông quản vào đâu như vậy vào xét kỷ thứ 13. Vâng, một mở hội mà lễ kỳ phúc là vào rằm tháng 3 hàng năm. Dạ. 5 năm có một lần. Dạ. Dạ chào ông nhờ. Vâng vâng. Cháu chỉ thả quả bưởi nhỏ này thôi. Nãy thì cháu không có được quay ở trong cái kia, tại sợ chạy ra không kịp. Đây, quả bưởi mình để từ ở trong cái giếng kia. Mà nó lại nổi lên ở một cái ao như thế này. Vâng, gọi là cái giếng bán nguyệt. Giếng bán nguyệt. Nửa cái vành nón thôi. Nè. Một điều vô cùng đặc biệt. Vâng. Thôi, cháu xin cảm ơn ông rất là nhiều nha. Vâng, vâng. Và đặc biệt cháu rất là tò mò và hứng thú khi cầm một quả bưởi này về. Vâng, vâng. Dạ. Coi như là một điều may mắn. Kỷ niệm. Coi như là một điều may mắn trong cái vâng. Chuyến đi này mong sẽ gặp. Lẽ lẽ thường thường với bồng bể ra là thông đồng với dòng. Tức là thất buồn suy gió. Vâng. Nghe. Dạ. Dòng nước nó cũng là tự như vậy làm cho mình như vậy vui lòng. Dạ.